Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin cập nhật mạnh ghép cuộc sống chiều nay lúc 14 giờ 50 phút ngày 4 tháng 7. Mạnh ghép đầu tiên chuyển đến quý vị thông tin tại Bà Thị Vũng Tàu. Thưa quý vị, hiện nay tỉnh Ba Rịa Vũng Tàu đã phát hiện các ca bệnh COVID-19 có liên quan đến một số chợ đồng hối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa có nguy cơ lây lan giữa các chợ khác trên địa bàn tỉnh. Do đó, hôm nay 4 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 3315 về việc tìm người đến các chợ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau. Chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chợ Hoa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sở Y tế yêu cầu những ai đã đến những địa điểm trên cần nhanh chóng thực hiện ngay việc tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất thông qua số đường dây nóng để khai báo y tế và để được tư vấn hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo, đồng thời cung cấp thông tin, số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Đường dây nóng khai báo thông tin và tư vấn hỗ trợ y tế, Bộ Y tế 19009095, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số điện thoại 0962 515 577.